Mình tên là Trần Ngọc Hùng, năm nay mình 18 tuổi và mình đến từ thành phố Vinh. Lần này là lần phỏng vấn lần đầu tiên của mình và mình vừa nhận được visa trong sáng ngày hôm nay. Và cảm giác của mình thì rất là vui vẻ và rất là mừng khi lần đầu tiên phỏng vấn và mình đã được lãnh sự quán cấp cho visa. Và ngày hôm nay thì đi phỏng vấn thì mình cũng không lo lắng là nhiều khi mình còn đang học ở đây. Và mình muốn chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm như sau, đó là khi đi phỏng vấn thì mình hãy coi như là đó chỉ là một cuộc trò chuyện của mình mà thôi. Bởi vì thực ra thì khi vào đấy thì mình mới cảm giác được đó là nó cũng chỉ là một cuộc trò chuyện, không có gì hơn. Và cái tâm lý của mình là mình nghĩ là mình sẽ thoải mái, mình không nghĩ đến nó nhiều. Lúc đó thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn và mình sẽ không có áp lực nhiều khi mình đặt quá nhiều hy vọng vào đấy. Mình chỉ quan tâm là mình sẽ cố gắng hết mình và nói chuyện thế nào để lãnh sự quán có thể hiểu và cấp cho mình visa. Mình làm hồ sơ tại công ty du học Tân Đại Dương và do chị Quế Hương, và đôi khi được học cùng với chị Thảo. Và mình cảm thấy thì công ty Tân Đại Dương chuẩn bị hồ sơ cho mình rất là chu đáo, đầy đủ. Các chị dạy, các anh Khôi, còn anh Bảo Anh, các thầy cô ở đây dạy rất là chi tiết và vui tính. Nhiều ngày học đây thì mình cảm thấy tự tin hơn, mình cảm thấy sẵn sàng để đi phỏng vấn. Làm hồ sơ tại công ty Tân Đại Dương thì mình cảm thấy rất là hài lòng. Mình rất vui, rất háo hức khi được đi học cùng với chị Quế Hương, với một chị Thảo này cũng rất vui tính này, anh Khôi cũng vui tính này, anh Bảo Anh cũng vui tính này. Anh Bảo Anh bày cho mình rất nhiều chiêu trò hay và mình cảm nhận là dịch vụ của Tân Đại Dương là hết sức là tin cậy. Và mình mong các bạn là nếu bạn nào chưa làm hồ sơ hay có ý định làm hồ sơ đi du học Mỹ thì nên tìm đến địa chỉ công ty du học Tân Đại Dương, bởi vì mình đã làm ở đây và mình tin chắc là các bạn sẽ hài lòng khi các bạn chọn công ty này. Mình không có người thân tại Mỹ và nếu sang Mỹ mình sẽ học bang California và mình sẽ ở, có thể là ở khu ký túc xá của trường và có thể là thuê nhà riêng để ở. Nhưng mà mình sẽ cố gắng để là sau đó hòa nhập và hoàn thành được công việc học tập cũng như cuộc sống của mình. Mình chọn Mỹ đi du học bởi vì mơ ước của mình là được đặt chân đến đất nước Mỹ, được khám phá nhiều di tích, nhiều cảnh đẹp ở Mỹ, được biết đến những phong tục tập quán của đất Mỹ. Và mình rất thích ẩm thực nên là mình muốn được đến đất nước Mỹ để thử bánh hamburger. Thì lời khuyên chân thành nhất của mình đến gửi đến các bạn đó là khi đi phỏng vấn các bạn phải thật tự tin, các bạn đừng đặt quá nhiều hy vọng, đừng đặt quá nhiều tâm lý vào đấy, thì mình tin là tâm lý của các bạn sẽ thoải mái hơn, tự tin hơn và điều đó sẽ giúp các bạn chiến thắng. Mình chúc các bạn may mắn và thành công như mình.